CBRE Việt Nam cho biết so với Hà Nội, mặt bằng giá chung cư thành phố Hồ Chí Minh lại không có sự thay đổi. Tại thời điểm cuối quý 1 2024, giá sơ cấp chung cư đạt mức 61 triệu đồng một mét vuông, không thay đổi nhiều so với quý trước và giảm khoảng 3% so với cùng kỳ năm ngoái. Các chủ đầu tư vẫn tiếp tục duy trì các chính sách bán hàng cùng chính sách thanh toán hấp dẫn để tăng tính thanh khoản cho thị trường. Cái số lượng nguồn cung chào bán của căn hộ ở thành phố Hồ Chí Minh thậm chí là còn thấp hơn rất là nhiều, chỉ với khoảng là 500 căn hộ được chào bán mà thôi. Hiện nay thì cái hầu hết các dự án mà được dự định là chào bán mới ở tại thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian sắp tới thì các chủ đầu tư họ đều có xu hướng là một là giữ nguyên giá hoặc là chỉ là tăng nhẹ, nghĩa là mức tăng này nó sẽ là dưới 10%. Và họ sẽ cùng với đó là họ sẽ đưa ra những cái chính sách bán hàng hấp dẫn nhất có thể để thu hút người mua tại thị trường thành phố Hồ Chí Minh. Cùng chung nhận định, DRKA cũng cho rằng ở giai đoạn mở bán tiếp theo, giá chỉ nhích nhẹ khoảng 2-5% so với cuối năm 2023. Một số chuyên gia bất động sản nhận định, chung cư thành phố Hồ Chí Minh đã qua giai đoạn phát triển nóng và hiện bước vào thời kỳ ổn định về giá bán. Bài học khi thị trường địa ốc thành phố Hồ Chí Minh bị đứng vào tháng 4 năm 2022 đã khiến các chủ đầu tư cẩn trọng hơn. Sau khi trải qua một cái giai đoạn khủng hoảng như vậy thì các nhà đầu tư khôn ngoan hơn và thông minh hơn và sẽ lựa chọn những cái dự án ưu tiên là về gì? Về độ uy tín và pháp lý chuẩn chỉnh, và đặc biệt là cái chính sách của chính phủ trong giai đoạn này ra thì nó cũng sẽ là chọn lọc nhiều hơn đối với các chủ đầu tư. Giai đoạn trước thì nhà đầu tư mình có thể lựa chọn, có thể là mua những cái dự án mà nó còn đang trong giai đoạn gọi là sơ khởi. Nhưng mà theo như tôi nghĩ thì trong giai đoạn sắp tới thì những cái dự án như vậy nó sẽ không phù hợp nữa. Nhìn nhận một cách thẳng thắn, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh nhận định, nhà ở cao cấp lẽ ra chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ, nhưng trong 4 năm qua, từ 2020 đến 2024, đã áp đảo tới 70-80% nguồn cung thị trường. Trong thời gian vừa qua là thị trường bất động sản của nước ta nói chung và điển hình là tại thành phố Hồ Chí Minh là phát triển chưa bền vững. Nó thể hiện ở cái kim tự tháp nhà ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Thay vì nó phải là kim tự tháp với cái khối đế của nó phần lớn phải là nhà ở vừa túi tiền, và phần giữa của cái kim tự tháp này phải là nhà ở loại trung cấp, còn nhà ở cao cấp là chỉ là phần trên cái chóp của kim tự tháp. Nhưng mà hiện nay mô hình nhà ở tại thành phố Hồ Chí Minh là điển hình cho mô hình nhà ở của cả nước lại bị lộn ngược đầu. Tức là hiện nay tại thành phố Hồ Chí Minh ấy, chúng ta biết rằng nhà ở thương mại giá vừa túi tiền năm 2020 thì chỉ có khoảng 163 căn mà thôi, chiếm có 1% tổng số lượng nhà ở đưa ra thị trường năm 2020. Sang năm 2021, 2022, 2023, tức là 3 năm liên tiếp là không còn căn nhà ở giá vừa túi tiền mà chỉ có nhà ở trung cấp và nhà ở cao cấp. Dự kiến trong năm 2024, thành phố Hồ Chí Minh sẽ có khoảng hơn 8.000 căn hộ mở bán. Giá sơ cấp căn hộ được dự đoán sẽ tăng ít hơn Hà Nội, chỉ tăng khoảng 3% theo năm. Năm 2024 được đánh giá là năm bản lề để thị trường có thể chuyển tiếp sang một giai đoạn phát triển mới, lành mạnh và bền vững hơn. Các chủ thể tham gia thị trường sẽ tiếp tục được hưởng lợi từ các chính sách mua nhà với nhiều ưu đãi hấp dẫn hơn.